Hello guys, chào mừng các em đã đến với kênh của Tăng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào Unit 4 chủ đề ASEAN and Vietnam, các nước Đông Nam Á và Việt Nam của sách tiếng Anh lớp 11 Global Success. Ok, now you ready? Let's get started. Here we have some tips. Ở đây chúng ta sẽ có một số lời khuyên. A proposal gives detail about an idea or a project and convince the readers to support it by giving reason as to why it's a good one it consists of. Một cái đề xuất sẽ đưa ra chi tiết về một ý tưởng hay một dự án, thuyết phục người đọc hỗ trợ nó bằng cách đã đưa ra những cái lý do tại sao nó lại tốt. Và nội dung của cái đề xuất sẽ bao gồm title, tiêu đề, to introduce the name of the idea or project, giới thiệu tên ý tưởng dự án, recipient, người nhận ở đây sẽ là gì, to give the names of the people you want to support or approve the proposal, tên của cái người mà bạn muốn hỗ trợ, ủng hộ, đề xuất, tên của người mà bạn muốn hỗ trợ hay là đồng ý cái đề xuất. Day, to give the day of the writing the proposal, ngày, đưa ra ngày, cái ngày mà bạn viết đề xuất, right? Writer, prepare by, tác giả, tức là cái người viết cái đề xuất. To give the name of the person or group who puts forward the proposal, ghi rõ tên của người hay là một cái nhóm mà đưa ra cái đề xuất, cái nhóm mà đưa ra đề xuất. And the next one, introduction, phần giới thiệu, to briefly introduce the idea or project, giới thiệu tóm tắt ý tưởng đề xuất. Details about the idea or project, chi tiết về ý tưởng đề xuất. To state the time, location, activities, etc., nói rõ thời gian, địa điểm, cũng như là các hoạt động, vân vân. Goals and benefits, to state the goals and give reason why the idea project is a good one, mục tiêu và lợi ích, nói rõ mục tiêu và đưa ra lý do tại sao cái ý tưởng đó, cái dự án đó lại tốt. Conclusion, phần kết luận, to urge the recipient to consider and approve the proposal, thúc giục người nhận xem xét và đồng ý với cái đề xuất đó. Alright, như vậy là gì, để đưa ra một cái đề xuất thì chúng ta sẽ gồm những cái nội dung sau. Đầu tiên là tiêu đề, ý tưởng cái đề xuất đó, rồi tên người nhận, cái tên người mà bạn mong muốn ủng hộ hay là đồng ý với cái đề xuất đó. Rồi tiếp theo là ngày bạn viết đề xuất. Tiếp theo là tác giả, tức là cái người viết cái đề xuất đó, cái nhóm mà viết cái đề xuất đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ giới thiệu cái ý tưởng, cái dự án. Rồi chi tiết về ý tưởng dự án ở đây là gì. Tiếp theo là chúng ta sẽ nêu được mục đích cũng như là lợi ích của cái ý tưởng đó, cái dự án đó. Và kết luận là chúng ta mong muốn người nhận sẽ xem xét và đồng ý với cái đề xuất đó. Alright. A proposal for a welcome event. A proposal for a welcome event. Đề xuất cho một sự kiện chào mừng. Activity 1. Read the following proposal and mark the headings below with the paragraphs. Chúng ta sẽ đọc cái đề xuất sau và nối các tiêu đề bên dưới. Tương ứng với các đoạn văn. Number 1, details about the event, chi tiết về sự kiện. Conclusion, kết luận. Introduction, giới thiệu. Goals and benefits, mục tiêu và lợi ích. Now, title, Vietnamese Traditional Games Festival. Tiêu đề ở đây là lễ hội trò chơi truyền thống của người Việt Nam. 2, head teacher of Hanoi High School, hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Hà Nội. Day, 10 January, ngày 10 tháng 1, năm nào đó, okay? Prepared Youth Union, đoàn thanh niên, được
Cái đề xuất này được viết bởi đoàn thanh niên, được đề xuất bởi đoàn thanh niên. Now A, Nathman, a group of students from Asian countries will visit our school. We put out a call for ideas for activities to welcome our guests. One of the best ideas holding a Vietnamese traditional dance festival. Tháng tới, một nhóm sinh viên từ các nước ASEAN sẽ đến thăm trường của chúng ta. Và chúng em kêu gọi những ý tưởng cho các hoạt động để chào đón các bạn ấy, các bạn sinh học sinh đến từ các nước ASEAN. Và một trong những ý tưởng hay nhất đó là tổ chức một lễ hội trò chơi truyền thống của người Việt Nam. Now B, the event will take place in the school stadium. It will start at 9 a.m. and will last for 3 hours. The event will be hosted by grade 11 students who will make all the arrangements for the activities. These will include Vietnamese traditional games, such as bamboo dancing, checkerboard, and steel working. Sự kiện này sẽ diễn ra ở sân vận động của trường, sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng và sẽ kéo dài trong 3 tiếng. Sự kiện này sẽ được tổ chức bởi các bạn học sinh lớp 11, những người mà sẽ sắp xếp tất cả các hoạt động cho sự kiện. Và cái sự kiện này sẽ bao gồm những cái trò chơi truyền thống của người Việt Nam, bao gồm như là nhảy sải, múa sải, trò chơi kéo co và đi cà kheo. Ok, tiếp theo là gì? The event will help our guests learn about our culture by watching and playing Vietnamese traditional games. Taking part in fun games is also the best way to break the ice, make friends and create bonds with people. Sự kiện này sẽ giúp cho các bạn sinh viên ASEAN tìm hiểu về văn hóa của chúng ta bằng cách là xem cũng như là chơi những cái trò chơi truyền thống của người Việt Nam. Tham gia vào những trò chơi thú vị này cũng sẽ là cách để phá vỡ cái bầu không khí ngại ngùng, làm quen bạn mới, rồi tạo liên kết giữa mọi người với nhau. D, we really hope you will consider this proposal as we think that it will be beneficial to both local students and guests. Và chúng em hy vọng rằng là thầy cô sẽ cân nhắc cái đề xuất này, vì chúng em nghĩ rằng là nó sẽ có lợi cho cả sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài, đúng không? Sinh viên trong nước và sinh viên nước ngoài. Okay. So A, which one? Introduction. Okay, introduction. Đoạn đầu tiên sẽ là introduction, giới thiệu. B, details about the event, chi tiết về sự kiện. C, goals and benefits, mục tiêu cũng như là lợi ích. And D, conclusion, kết luận, right? Nội dung của một cái đề xuất sẽ bao gồm, đầu tiên sẽ là tiêu đề, ý tưởng hay là cái dự án. Tiếp theo là người nhận. Tiếp theo là ngày đưa ra đề xuất. Tiếp theo là tác giả, tức là cái người viết đề xuất, đúng không? Rồi, bước tiếp theo sẽ là phần giới thiệu ý tưởng đó. Giới thiệu là gì? Tháng tới, một nhóm học sinh từ các nước ASEAN sẽ đến thăm trường của chúng ta, và chúng em kêu gọi hoạt động để chào đón các bạn ấy. Ý tưởng là tổ chức một cái lễ hội trò chơi truyền thống của người Việt Nam. Rồi tiếp theo sẽ là gì? Detail about the event, chi tiết về sự kiện. Chúng ta sẽ nói rõ chi tiết về sự kiện. Sự kiện này diễn ra ở đâu, lúc mấy giờ, đúng không? Và nó sẽ gồm những cái hoạt động gì. Rồi gì nữa? Goals and benefit, mục tiêu và lợi ích của cái sự kiện này là gì? Sẽ giúp cho các bạn sinh viên ASEAN tìm hiểu về văn hóa của chúng ta bằng cách là xem cũng như là tham gia vào những cái trò chơi truyền thống của người Việt Nam. Và lợi ích ở đây là gì? Việc tham gia vào những cái trò chơi này cũng là cách tốt nhất để phá bỡ vào bầu không khí ngại ngùng với nhau, làm quen nhau, rồi tạo mối liên kết giữa mọi người với nhau. Kết luận sẽ là gì? Chúng em hy vọng rằng là thầy cô sẽ cân nhắc cái đề xuất này, vì chúng em nghĩ nó sẽ có lợi cho cả sinh viên
Việt Nam và sinh viên nước ngoài, sinh viên trong nước và sinh viên nước ngoài. Okay. Now, activity to work in groups. You wanna propose an ASEAN poster making event to welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to the following notes. Là việc nhóm, bạn muốn đề xuất một sự kiện làm cái tấm office ASEAN để chào đón một cái nhóm học sinh ASEAN, cùng nhau thảo luận và thêm ý tưởng vào cái phần ghi chú bên dưới. Title ở đây là tiêu đề, ASEAN Post Making Event. Tiêu đề ở đây là một cái sự kiện làm cái tấm office ASEAN. Địa điểm diễn ra ở đâu? Day, diễn ra vào lúc ngày nào, thời gian nào? Duration, thời gian bao lâu? One day. Participant, người tham gia ở đây sẽ là gồm những ai? Activities, hoạt động ở đây là gồm những hoạt động gì? Training workshop on poster design, một câu hội thảo huấn luyện thiết kế tấm affix. Presentation on current issue in ASEAN, có những cái bài thuyết trình về những vấn đề hiện tại ở ASEAN. Mục tiêu, goals, to help young people from ASEAN country meet and build a community, giúp các thanh thiếu niên từ những quốc gia ASEAN gặp gỡ và xây dựng cộng đồng. Benefits, lợi ích ở đây là gì? Developing the ability to work with people from other countries, phát triển cái khả năng làm việc với những người từ các quốc gia khác. Creating shared value, tạo ra giá trị, chia sẻ, tạo ra các giá trị. Ok. Now, play, ví dụ như là cái sự kiện này sẽ tổ chức ở đâu? The school hall, ở hội trường của trường. Time, thời gian, 9 a.m. to 5 p.m. on Sunday, thời gian diễn ra vào lúc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Participant, visiting ASEAN student and representatives of some classes, người tham gia ở đây sẽ là các bạn học sinh ASEAN và đại diện của một số lớp. Activity, hoạt động ở đây sẽ là gì? Presentations and discussion on current issues in ASEAN, eating lunch together, making poster. Hoạt động là sẽ có những cái bài thuyết trình, những cái cuộc thảo luận về những vấn đề hiện tại ở ASEAN, rồi cùng ăn trưa với nhau, cùng làm những cái tấm affix. Goals, mục đích của sự kiện này là gì? To learn about each other's culture, để tìm hiểu về văn hóa lẫn nhau. Benefits, hope young people from ASEAN meet and build a community, giúp các thanh thiếu niên từ giúp các sinh viên, học sinh hay là thanh thiếu niên từ ASEAN gặp gỡ và xây dựng cộng đồng. Right. Great job. Now, activity 3, write a proposal 120 to 150 words about a welcome event. You designated ideas in activity 2, the model in activity 1, and the outline below to help you. Viết một cái đề xuất khoảng 120 đến 150 từ về một sự kiện chào mừng. Sử dụng những cái ý tưởng được đề xuất ở trong phần hoạt động 2, bài mẫu ở trong phần hoạt động 1, cũng như là phần phát thảo bên dưới để chúng ta làm phần này. Right? Chúng ta sẽ sử dụng cái phần gợi ý, cái ý tưởng được đề xuất ở trong phần hoạt động số 2, cũng như là bài mẫu ở trong phần hoạt động số 1 nhé, để chúng ta làm phần này. Okay. Nào, cô có bài mẫu như sau. Title ở đây sẽ là gì? ASEAN Poster Making Event, sự kiện làm tấm affix ASEAN, to the Hanoi High School Youth Union Board, gửi đến ai? Hội đồng thanh niên đoàn trường trung học cơ sở Hà Nội. Day, 10 January 2023 or 2024 2025. Okay. Ngày 10 tháng 1 năm 2020 hay ngày 10 tháng 1 năm 2023 hay là 24, 25 gì đó. Prepared by grade 11 student, và cái đề xuất này được trình bày
được chuẩn bị. Cái đề xuất này được đề xuất bởi các bạn học sinh lớp 11. Okay. Tiếp theo sẽ là phần introduction, chúng ta sẽ giới thiệu ý tưởng. We would like to propose an ASEAN poster making event to welcome a group of students from ASEAN countries who are coming to visit our school on 3rd of March. Chúng em muốn đề xuất một cái sự kiện làm tấm áp phích ASEAN để chào đón một nhóm học sinh từ các nước ASEAN. Những người mà sẽ tham gia tham quan trường của chúng ta vào ngày 3 tháng 3. Details about the event. Chi tiết về sự kiện. The event will take place in the school hall from 9 a.m. until 5 p.m. We will organize all the activities and invite all ASEAN students and representatives of some classes. In the morning, students will take part in training workshops on poster design, presentation and discussion on current issues in ASEAN, and group brainstorming activity will also run for packed lunch boxes to be delivered at 1 p.m. so participants can eat in the school hall. In the afternoon, the teens will make their poster. Chi tiết về sự kiện này sẽ diễn ra ở đâu? Ở hội trường của trường, từ lúc 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, và chúng em sẽ tổ chức tất cả những cái hoạt động và mời tất cả các bạn học sinh ASEAN cũng như là đại diện của một số lớp. Và buổi sáng, các bạn học sinh sẽ tham gia vào một cái hội thảo training, tức là hội thảo huấn luyện về thiết kế tấm áp phích. Sẽ có những cái buổi thuyết trình, những cái cuộc thảo luận về những vấn đề hiện tại ở ASEAN và những cái hoạt động nhóm động não, brainstorming. Chúng em cũng sắp xếp những cái bữa ăn đã được đóng gói sẵn và được giao vào lúc 1 giờ chiều để những người tham gia có thể ăn trong hội trường trường. Và buổi chiều thì các đội sẽ làm tấm áp phích. Goals and benefits. Mục đích cũng như là lợi ích của cái sự kiện này là gì? The event will help young people from Asian countries meet and build a community. Participants will also have a chance to learn about each other's culture. We believe that the event will help develop students' ability to work with people from other countries and create shared value. Sự kiện này sẽ giúp cho người trẻ từ những cái quốc gia ASEAN gặp gỡ và xây dựng một cái cộng đồng. Những người tham gia cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu về văn hóa lẫn nhau. Và chúng em tin rằng là sự kiện này sẽ giúp phát triển cái khả năng làm việc với mọi người từ các quốc gia khác và tạo giá trị được chia sẻ. Conclusion, kết luận. We really hope you will consider our proposal as we think that it will be beneficial to both local students and the visiting Asian student. Và chúng em rất là hy vọng rằng là hội đồng thanh niên sẽ cân nhắc đề xuất của chúng em, vì chúng em nghĩ rằng là nó sẽ có lợi ích, nó sẽ có lợi cho cả sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài, sinh viên trong nước và sinh viên nước ngoài. Ok, sinh viên trong nước và sinh viên ASEAN. Ok. Great job everyone. So it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần writing unit 4 chủ đề ASEAN and Vietnam, các quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam của sách tiếng Anh lớp 11 Global Success. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.